Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình show cho các bạn một số những cái app cần bán. Hình thức giao dịch là các bạn chuyển tiền cho mình qua ba số tài khoản Vietcom, Techcom và ID Bank. Sau khi mình nhận được thì mình sẽ gửi app cho các bạn check ok rồi thì các bạn sẽ gửi thông tin gồm hai ảnh chứng minh nhân dân, số điện thoại và email mình sẽ đổi cho các bạn. Và sau khi đổi xong thì mình sẽ chuyển tiền cho chủ app. Đấy. Và nào có app thì các bạn cũng gửi mình bán. Mình chỉ dùng ba số tài khoản Vietcom, Techcom và ID Bank nhá. Số điện thoại 0169264091 và link Facebook ở phía dưới mô tả clip. Các bạn nhớ là liên hệ chính chủ mình để giao dịch. Đấy, đây là những cái lead ác nhỏ trước. Ác to thì sẽ sâu sau. Ác to thì các bạn nào muốn mua thì các bạn liên hệ trực tiếp bằng tốt. Vâng, đây là một con ác đến từ server gà. Các bạn vừa nhìn thấy như là gà Âu Lạc hay sao đúng không? Gà gì nhỉ? Cái ác này thì nó khá là trâu nhưng mà nó đấy. Các bạn nhìn thấy là dàn châu báu hai dòng rất là đẹp, phụ kiện còn rất nhiều. Đây là vì bạn ấy không có chơi cho nên là bỏ ác lâu rồi, cho nên là cái ác nó vậy thôi. Sau khi các bạn ra hạn hết đồ, anh em nạp tầm 2 lít vô ác, các bạn ra hạn đồ, nhẫn thì ra hạn hết rồi, vũ khí với lại khiên này cũng ra hạn rồi, các bạn chỉ cần ra hạn quần áo thôi. Nó không quần áo thì nó không đáng mấy cả, mặt mũi các thứ. Các bạn nạp 200 vô là đủ hết các thứ. Đây có cả những phụ kiện các thứ nữa, châu bó gắt gôn đây, các bạn có thể gia hạn và giáp vô. Một chuyến chắc nó phải rơi vào khoảng tầm 10 gần 20 triệu gì đấy. Pet đây, các bạn có thể nắp đồ pet và tăng được chiến nữa, tôi khẳng định nó phải có tầm gần 20 triệu được chiến. Giá bán của nó là 10 đấy, các bạn nhìn lại kho đồ ạ, 1,5 triệu các bạn nhá, 1,5 triệu. Thế các bạn cắn mấy con này vô thì nó sẽ tăng lên hơn 20 một cái chắc chắn thôi. Đó, các bạn nhìn qua giá bán 1,5 triệu các bạn nhá. Đây là server gà nữ vương, ra đến con nick tiếp theo mình sẽ lốc một loạt ra đây. Đây là server gà vườn đây. Lốc luôn một phát đấy á, các bạn coi cho nhanh. Nếu như bạn nào mà không mua được ác ở trong clip này, các bạn có thể inbox, tại vì mình show cũng không hết các ác. Cần inbox, và nếu như mà các bạn chưa mua con này thì mình sẽ giới thiệu các bạn con khác. Đây là một con level 70 thôi. Ở đây rồi. Đây là một ác đến từ server gà vườn, dành cho các bạn thích chơi mấy cũ ngày xưa nhá, 5 sao rồi. Nick này thì bạn ấy bán với giá 450. Đấy, dành cho bạn nào thích đi phó bản, cho vào full sát, phụ kiện, gia hạn phát. Còn khá nhiều đấy, 450, 500 gì đấy thôi, 450 hoặc 500, anh em có thể chơi con này được. Đồ đạc đã gia hạn rồi. Còn 3k xu khóa, các bạn thích đập cái gì các bạn đập. Đấy, pet đây, 450 các bạn nhá. Đấy là pet rắn 450. Và đây là kho đồ gồm 1.000 linh độ đơn à, 9.000 chứ, 10.000. Được 2 con pet 5 sao đấy. Đó, xem là vườn nhá, 450 các bạn. Các bạn để con tiếp theo. Đây một em 40 dành cho các bạn thích ép cấp. Đó. Có 6 triệu được chiến thôi. Đấy. Quên. Cũng 6 triệu. Đến từ server gì đây? Gia đình. Đây gà mới à. Sâu xong tôi sẽ nói với các bạn server gì.
đấy đi, xem kho đồ các bạn nhá, là ít châu báu rất luôn, để lung tung quá. Nick nhỏ thì sâu thêm cho các bạn cái quốc, để quốc 3 rồi. Pet, pet rắn 4 sao. Đấy, thần kiến các thứ. Châu báu là sát thương 19 rồi. Nhưng mà 4 em Marten. Đấy, con này thì 40. Được chiến là 6 triệu rưỡi. Vậy chúng ta sẽ bán với giá tầm độ khoảng 400 rưỡi luôn các bạn nhé. 400 rưỡi. Đây là server gà gì đây? Pháo đài, ôi gà mới à, gà mới có khi phải thêm 50 lít. Ok, đến với click tiếp theo. Cái nào đây? Vâng, một con nick đến từ server Gatin. Đấy, các bạn nhìn qua nha, sự một cái legend sách các cám 4 sao rưỡi là gần 5 sao rồi. Có quyền trượng và nó thần nữa. Anh em thích chơi cái gì lắp vô. Còn xem châu báu cái đã. Châu báu có 5 viên 2 dọc. Còn lại là sát với hộ giáp, két rắn, đầm lộc, rồng, rồng 5 sao. Đây là kho đồ ạ. 80 châu báu giáp gôn nữa. Đủ giáp thì ít phí rồi. Còn những cây khác thì hết mất. Ok, con này thì bán với giá tầm 1 triệu tư thôi nhá, 1 triệu tư đồ đạc có giá hạn hết rồi, còn 20k xu khóa nữa, tầm 1 triệu tư triệu rưỡi gì đấy. Ok các bạn, gà tin tiếp tục đến con nick khác. Con này trước thì tôi giao dịch cũng tầm giá đấy thôi. Tiếp một em đến từ server gà tài năng 35, được chiến 4 triệu chứ đó, level nhỏ các bạn nhá. Có một cái lưỡi hái. Và con này cũng cho có hai dòng con phết. Cũng mạo muội bán anh em là giá 400 rưỡi luôn. Ok các bạn. Mạo muội luôn. Pet. Mầm xanh 5 sao, vâng em ở 3x thì chơi mầm xanh ok rồi. Quốc 5. Xem qua cái két sắt nha các bạn nhá, gạt tài năng trong những server khá đông gần đi rồi. Rất vui nhộn với những người dẫn dắt như Sally, một số bạn nữa, hiện tại là chị Huyền Automoon cũng khá là nổi. Ý tôi là một trong những cái sự nổi bật của server chứ không phải là đứng đầu hay cái gì đấy, bạn đừng hiểu lầm. Ok, Dash War vui Sally ngày xưa. Tiếp theo là một bạn hết hạn, nick này thì đồ đạc cũng tang tung nhưng mà cũng chất đấy các bạn. Cũng có một dàn châu báu đây, phụ kiện còn khi các bạn gia hạn sẽ cộng thêm 22k HP và chỉ số cộng 1.000 nữa thì chiếm tầm 5 triệu đấy, mà tôi không phát gương quên lấy đâu. Đấy, có lưỡi hái tử thần, con này thì bán cho anh em với giá 250, các bạn nắp đồ vô và các bạn chơi. Ok, đến từ server gà tài năng luôn ạ. Đó, tài năng quốc 4. Các bạn muốn xem thì các bạn hỏi chi tiết nhá. Vũ khí cấp 3 rồi, áo nón nắp vô chắc phải hơn 5 triệu đấy. Hơn nhất nhỉ. Áo nón 2. Tiếp theo là một con nick đến từ server nào đây. Một em đến từ gà tài năng tiếp tục ạ. Level 41, lực chiến 7 triệu. Đó, con này thì bán với giá 500k. Có một cái lãng mạn 7 thôi, một cái bao tay linh tinh, nó rơi vào khoảng 450-500 các bạn nhá. Phun ba, két, rắn, rồng và mỏng xanh đều 5 sao luôn, kiến 5 sao luôn. Đây là kho đồ, bình hồ lô thì đã rất là nhiều rồi các bạn không phải lo nhá. Mỗi bình tích được 15 triệu, các bạn chỗ này 5 bình, các bạn tích được 75 triệu để chơi tẹt bô. Ok, kho đồ còn lại quên chưa lốc. Chúng ta đợi con tiếp theo. Hello.
Ông quay không? Sao rồi? Trong những hai anh rất là phúc, cũng đợi tôi tí tôi gọi lại nhé. Xong việc đó. Ok. Vâng, đây là một lick 35 thôi. Đến từ bạn này lick nhỏ, chắc là bán cho kiếm đồng tiền tiêu Tết, mua giày đi chơi Tết, à chơi Trung Thu, xin lỗi nhầm. Để cái lick rất là bá đạo, có một cái lưu gạch cấp 3, áo nón cộng 12, nón cộng 12 áo cấp 1, cái này chắc là mấy bữa không ngon rồi. Con này thì bán 2 lít cho em mà chơi các bạn nhá, tầm hơn triệu chuyến ấy, sau khi các bạn gia hạn đồ đạc các thứ vô. Đó, cũng có đồ đạc, cũng có cái để nghịch đấy. Pet là khoan xem cái cuốc quá lại quên. Quả cuốc 4 thôi. Pet ta còn chưa cho nó ăn lên thì nó sẽ tăng cho pet ăn và lắp đồ pet vô. Con này tầm độ 1,5 triệu. Lưu gạch cấp 3 rồi, dành cho anh em thích đi bắn nhau. Đấy. Nó bán 200.000 các bạn nhá. Đây là server gà gì đây? Tôi vừa nhắc. Lỗi tại anh, à server này server mới thôi. Là server gà nữ vương thì phải. Ok. 35. Tiếp theo. Chúng ta đến với một đích level 53, lực chiến là 5 triệu. Đây là một lick đến từ server gà mới. Bạn ấy bán với giá 400.000 các bạn nhá. 400 luôn. Đấy, có gold đẹp đẽ ngon nghẽ luôn này. Đấy, level 53. Pet. Pet rắn, rồng mầm xanh, châu báu. Châu báu đây. Sau khi show xong tôi sẽ show cho các bạn server gì. Đây là kho đồ của bạn ấy đấy. Đấy, 400.000 các bạn nhá. Hình như là gà lưỡng vương hay Âu Lạc ấy. Xem cuốc. Vâng, các bạn vừa xem xong, các bạn muốn xem kỹ có thể tạm dừng. Đây là server gà nữ vương ạ. Đấy, nữ vương là server số 299 đây, gần 300. Tiếp theo cũng là một click của bạn vừa rồi luôn. Đấy, nick này thì bán với giá 300, một chuyến 2,6 triệu. Đây, tại vì server khá mới rồi, bạn nào thích thì qua chơi. Có cho báu rát gold này các bạn có thể rát lên nhá. Mà tôi rát bây giờ lại phải gia hạn đồ, mà mít mất thuộc các bạn thì có tiếc. Đây là các anh em có thể mua về và tự nghịch. Ok. Đấy, các bạn xem qua cái server này đi. Tôi sẽ tiếp tục lốc một giàn ác tiếp theo. Ta đối với một con nick tiếp theo đến từ server là Ngư Lôi các bạn nhá. Ồ, bị sao đây? Anh em chịu khó xem tí nhá. Bây giờ tôi sẽ tổng hợp theo cái cách nào đấy nó chuyên nghiệp hơn, chứ làm web shop là không nào các bạn nhá. Web shop làm gần đi nó giá trị hiện thời của Lick Candy nó thay đổi theo từng thời gian và đồ đạc nữa, cho nên là chúng ta lập cái web shop nó rất là khó, không phải như Liên Minh hay là các gì ấy, thứ mà các bạn có thể năm nay đến năm sau cái giá của cái ác hay là nó vẫn vậy, đồ món đồ nó vẫn vậy, cho nên ta rất là khó bán mở web shop nó phí. Các bạn hiểu chưa? Các bạn có thể xem qua clip hoặc là cái shop nào đó mà tôi đập cái web mà đấy mà tôi lập ra. Vâng, một con 62. Vâng. Trông con dài đấy. Gia hạn hết rồi, vũ khí và các thứ nữa. Xem phụ kiện nào. Để tôi gia hạn luôn cái phụ kiện này cho nó chất. Con này trông chơi mình kia chết. Anh em ác to thì đợi nhé các bạn nhé. Mình show ác nhỏ cho các bạn sinh viên chơi trước. Và show ác to để anh em sẽ cân nhắc sau. Như ác to nó ít thì anh em cũng dễ hỏi hơn ấy. Đó, xem pet. Một chiến 22.410.000. Pet rắn, mầm xanh, kiến, 5 sao rồi. Kho đồ đây. Trông cũng ngon dai.
tạm tạm. Đấy, con này thì bán cho anh em với giá vừa phải thôi. Tôi vừa đọc server gì, server ngư lôi đúng không? Ở đâu server gặp vườn thì đúng. Đúng rồi, đây là server gặp vườn. Chuẩn, nhầm, mà nhầm mất server. Đấy, con này thì bán với giá 1.200.000. Ok các bạn, 1.200.000, 2.300.000 gì đấy. Còn 100 xu vui vẻ này các bạn, để quay ra xu. Ok các bạn, full, gần full. Vũ khí 5 sao rồi, tất cả đều gia hạn. Ok, áo mới nón là 3 sao, 4 sao. Đây, ui chiếu bóng ngon thế, hình như tôi cho sai cái giá thôi. Con này tầm 1.400.000 các bạn nhá, 1.400.000 ạ. Nhìn chiếu bóng ngon quá. Ok rồi các bạn, có gì các bạn liên hệ là vườn. Muốn xem chi tiết thì inbox hoặc tạm dừng. Ok, mục đích đến từ gà sống sét. Con này trông được ấy, 56, lực chiến là 31.000.000, giá bán là 2.000.000 các bạn nhá. Đến từ server gà Dream Boy Trọng Nghĩa, đây là server gà sống sét, server rất đông. Đây là kho đồ ạ, khá ổn, 2.000.000 dành cho anh em nào thích chơi server 56. Vâng, các bạn có thể mua sớm, thương lượng để được giảm giá các bạn nhá. Ok anh em, vũ khí đã 4.5 rồi, sắp 5 sao rồi, đồ đạc đã ok hết rồi. Con này fix được các bạn nhá. Liên hệ thì xin lỗi mình ghen, số điện thoại nước ngoài thôi. Alo. Ai ấy nhỉ? Anh nghe đây. Bao nhiêu? Rồi hôm nay chắc anh không nhận được nhiều đơn quá, sáng giờ tầm mấy chục triệu mà cứ để thôi, hôm nay không dám nhận nữa, có gì phải sang thứ hai nhá. Bắt đầu từ mùng 1 nhá, hôm nay xin lỗi. Ok anh thông báo. Ok nhá. Tại sao lại ra một con server 10 như này, đã bị một sự nhầm lẫn hay là lốc nhầm server đây? Đậu, chắc là tôi nhầm server đấy. What the hell. Ok, đúng rồi, lấy nhầm. Alo, đợi anh tí. Chút xíu. Đang đâu á? 24. Ừ, 2442 nhá. 2442. Ra thang máy vẽ trái. Vâng, con này level 55, 92.000.000. Bán với giá 800.000 các bạn nhá. 800k, đã gia hạn đồ đạc đầy đủ rồi. Châu báu đây, full sát. Là đua 2.5 sao. Pet rồng Hoàng băng. Cái lứa ác này nó vừa rồi các bạn nhá. Anh em mua thì liên hệ sớm nhất để được bớt một chút giá, 50 hoặc 100 tùy ác, hoặc là không được bớt. Để được mua tùy ác các bạn nhá, mình không chắc chắn các bạn đâu, một số ác thôi. Đấy,
gà đua. Rất nhiều vàng luôn. Anh em có thể mua và tăng sao này lắp dây chuyền thôi. Con này hết phụ kiện này các bạn này. Con này là gia hạn phụ kiện thì nó còn lên tới để tôi xem nào. Con này mà gia hạn phụ kiện nó phải tầm 15 triệu gì đấy các bạn nhá. Đây, đây là cộng 29 cộng 30k máu và chỉ số hơn 1.000 nữa. Mình bán giá 800 thôi. Ok các bạn. Anh em liên hệ sớm nhất có thể. Tiếp tục. Một bạn Kevin 19 36 triệu nhân vào 63 cũng sẽ bán với giá 1.9 triệu các bạn nhá. Ok, đây là gà sấm sét hay gà gì đấy, nhớ liên hệ được giảm giá các bạn nhá, gắn tuần lộc một thứ các bạn sẽ không phích được nhiều như 3, 2, 3, 4, 500 đâu nhá, tùy áp thôi, tùy người bán thôi. Kho đồ phát có cả một cái vô gậy như ý luôn. Được. Thức đại sư nhưng mà rất tiếc là chưa có đại sư thôi. Nhờ cho báo rát gôn bạn. Tiếp theo. Ok, một con lực chiến 20 triệu level 65. Dê ngố biết 7 5 sao, wow, trông cũng được. Cho báo hai dòng full luôn. Con này bán với giá 1.2 triệu các bạn nhá. Một củ 2. Đồ đạc đã đầy đủ các thứ rồi. Chơi ngon lành luôn. Ok các bạn. Bây giờ cho báo là thấy phê rồi. Ô, còn hết phụ kiện nữa. Vãi. Chứng tỏ châu ấy. Nếu các bạn đi thẻ để mua con này thì các bạn thích nhá. Đây con này đến từ server cả kỵ sĩ. Và con này có thể nó sẽ hơn giá thôi vì tôi không để ý cái phụ kiện rồi thôi. Hết mất phụ kiện giá hạn rồi. Cha này. Chắc khoảng 20 triệu đấy, cũng khoảng giá 1.3-1.4 triệu gì ở cùng. Ok các bạn nhá. Còn tiếp theo. Ơ tôi nhầm app à? Xin lỗi. Bây giờ giải thích nhầm app. Thôi đi anh em. Đậu xanh rau má con dưới bởi vì nó loát lên cái hình con này. Một đá đến server kinh sĩ level 40 được chiến là 5.8 triệu. Con này dành cho các bạn chơi vui với giá trông cũng đẹp ấy, đồ đạc ra đầy đủ rồi. Châu báu đây. Con này thì kỵ sĩ là một cũng một trong những server khá là vui vẻ. Ồ, châu báu còn vui vẻ. Pet rắn mầm xanh kiến các thứ. Ok con này thì bán với giá là trông đẹp dai 600 các bạn nhá. 600 tầm 550-600 gì đấy. Tự nhiên có thể không định hình được giá ngay lúc này. Ok các bạn nhá. Vui chào bá, vui của ác môn đấy ạ. Đây ác tôi vừa nói đấy ạ. 9x Sài Gòn, vui chừa bá, một tác châu áo, phun châu áo 2 dòng. Đấy, vũ khí 5 sao. Đồ đạc dạng đầy đủ rồi, ông này chỉ thiếu một cái phụ kiện. Phụ kiện thì có lẽ để tôi xem qua cái két sắt cái chút xíu. Đồ đạc rất luôn còn thể và đột biến, đại gia. Ông này các bạn thấy kiếm minh dự và lực chiến sẽ tăng lên tầm 20 triệu, giá tầm 1.2-2.3-1.4 triệu gì đấy. Ok các bạn. Đây các bạn nhìn lại đi với các bạn thích để tôi lốc con áp nữa. Một ác đến từ server biển xanh. À biển xanh các bạn nhá. Alo.
Hôm nay không không nhận đổi xu anh ạ, nhận nhiều quá rồi em không dám đẩy nữa. Xu hôm nay em nhận 40 hơn rồi, giờ không dám nhận, nó sợ không đủ xu cho anh em lại mệt ra. Để thứ hai mùng 1 trở đi anh ạ, ngày kia mới bắt đầu có là. Không phải bớt mà là bây giờ em nhận đơn xong em chờ xu về em nạp ấy. Nó không có chứ, em nạp mấy ác kia sợ nó còn thiếu nữa. Và nạp thiếu như này bù lỗ cho anh em mệt lắm các anh. Mỗi cái ác 1 triệu nó lỗ 80 lại nếu mà bù. Thế này em không dám nhận anh ạ. Có gì anh nạp tạm đâu, thứ hai trở đi em lại bắt đầu nhận nhiều các anh nhá. Hôm nay cuối tháng kẹt quá, ok, cảm ơn anh. Vâng, con này thì bán với giá 300, 250, 300 đến server gà mới, biển xanh. Ô, ngon đấy, 3 lít các bạn. Vũ khí 3, áo nón 2, server mới á, châu báu đây, còn chưa đục được hết cái lỗ đây. Bạn ấy còn 4k xu khóa. Đây là chỗ đồ kho đồ. Ok các bạn ơi, cảm ơn các bạn theo dõi video clip, các bạn kéo xuống để check thông tin của mình để mà mua bán ác. Bye các bạn chờ clip mới vào trong ngày mai thôi. Ngày mai sẽ clip mới.